Khi tận dụng các cái cell 18650 các bạn tháo ra từ laptop thì không phải cái cell nào cũng phân biệt ghi rõ cái cực dương cực âm. Ví dụ như là cái cell Panasonic này, bạn thấy là nó ghi rõ cái cực dương và cực âm. Cực dương thì là ở phía trên này, cực âm thì là phía dưới. Thì đặc điểm của cực âm đó là cái đấy nó là bằng cực dương của nó thì bao giờ cũng lồi ra một chút và thường phía cực dương thì các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy một cái rãnh nhỏ ở đây. Tuy nhiên một số cái pin khác thì người ta lại không ghi rõ cực dương cực âm. pin Trung Quốc ở đây. pin Sony ở đây. Không cần ghi rõ cực âm cực dương. Thường chỉ có pin Pana là ghi rõ cực âm cực dương rồi Đây một cái cell pin Pana 3400 mAh nữa. Ghi rõ cực dương âm. các pin Pana thì thường người ta hay cái cực dương hay đánh dấu bằng cái vạch đen ở đây. Có một cái rãnh nhỏ nếu bạn để ý kỹ. đây là một cái cell pin Trung Quốc Ultrafine. Cái cell này thì các bạn không nên lắp vào bóc sạc dự phòng nhé bởi vì điện áp, với cả cái dung lượng nội trở nó khá là lớn. Nó phân biệt rõ cực dương, âm. Từ cực dương đối với Ultrafine thì bao giờ nó lồi lên như này. Còn cực âm thì bao giờ cũng là để bằng. Còn đây là hai cell của LG và Samsung cũng không biệt rõ cực dương, cực âm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được cực dương, âm? Thì các bạn để ý nghĩ là bao giờ cái cực âm cái bất kỳ pin nào có ghi hay không ghi thì cực âm đều là bằng như vậy để bằng hết và cực dương thì bao giờ cũng lồi lên thường là hình tròn hình sao bao giờ cũng cạnh khuyên này và bạn quay ngang pin thì bạn thấy là bao giờ cực dương nó có một cái rãnh nhỏ như này. tất cả các pin đều như vậy cực âm thì phẳng gần r đây là phẳng và đế của nó cũng phẳng cực dương thì có rãnh thì sau khi mà các bạn phân biệt rõ cực dương của âm rồi thì bước tiếp theo của bạn là thứ nhất là bạn nên dán một cái mảnh giấy nhỏ kiểu như tôi có đấy và sau đó chúng ta ghi cái dùng bút chúng ta ghi cái cực dương lên ví dụ hạn đây là dương nhỉ Thế để đánh dấu về sau chúng ta hạn chế cái việc lắp nhầm. Thì khi lắp vào bóc thì bao giờ cái lò xo này cũng là lắp phía cực âm, và cái đế nhô nhô lên này lắp phía cực dương. Bây giờ lắp kiểu này, cực dương phía trên và cực âm phía gắn với đế lò xo. với bóc 8 cũng vậy. Dương, đây cực âm ờ, ừ, khi mà các bạn lắp các pin này nếu mà bạn lắp ngược cực thì thường nó sẽ làm cháy các cái chip ở trên mạch vì các cái mạch này phần lớn là mạch không có bảo vệ cho nên khi mà cháy chip thì cái bóc của bạn gần như không thể xài được nữa vì vậy bạn nên cẩn thận khi mà bạn lắp pin vào phân biệt rõ cực dương cực âm và tốt nhất là nên lấy bút ghi cái đánh dấu cái cực dương cực âm của bạn phân biệt được về sau các bạn sẽ tránh những cái trường hợp mà hạn chế cái trường hợp bạn lắp nhầm và tốt nhất là khi mà đã Lắp pin rồi thì không nên tháo ra thường xuyên. Xin mời các bạn đã theo dõi.